Chị gái Quang Linh đòi đập rìa hàng du mục, em trai lọc tầm ngắm, lý do bất ngờ, nhật lệ, chị gái Quang Linh vừa có phát ngôn khiến dân tình bật cười nghi ngã, khi cô thẳng mặt đòi đập rìa hàng du mục và em trai Quang Linh vlog, lý do gây bất ngờ liên quan đến bánh trung thu, vốn là những người chị em thân thiết, team Quang Linh vlog và hàng du mục thường xuyên có những màn kết hợp với nhau trên nhiều mega livestream. Độ nhận diện của cả hai team được biết là vô cùng khủng khiếp, luôn đi đầu trong làng TikToker Việt Nam, kết hợp với nhau chỉ có mang về doanh thu khủng. Theo đó, thời gian qua hàng du mục và quan linh vlog kết hợp với nhau để bán bánh trung thu do chính tim tự sản xuất. Trong những ngày cuối trung thu này, bánh được tranh thủ bán ra cho hết. Phụ giới thiệu dùng em trai cũng như hàng du mục, Nhật Lệ rất khí thế mang lên lai like ăn để thêm đơn. Trong lúc nói về bánh, Nhật Lệ khi được hỏi bánh có ngon không, cô liền có màn đáp trả cực ngầu, nhưng không kém phần hài hước, cụ thể, Nhật Lệ phát biểu, e không ngon không lấy tê yền không ngon gặp chị Hằng ở đâu đê ánh ở đó, đừng có đê ánh nhật lệ này. Ai mua bánh trung thu cũng thế, bánh cuối thu không ngon cứ gặp thằng Linh mà đê ánh. Còn mình chỉ là người bán giúp thôi. Mình xin bán giúp, màn phát ngôn của nhật lệ khiến người xem được dịp cười như được mùa, đồng thời cũng hiểu đây chỉ là lời trêu đùa giữa những chị em với nhau, không hề có ý định tăng tương tác. Thật, Nhật Lệ, tên thật Phạm Thị Nhật Lệ, không phải là gương mặt xa lạ đối với các fan của Quang Linh Vlog. Cô được khen ngợi vì gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn và giọng miền Trung ngọt ngào. girl sinh năm 1996 mở kênh TikTok và lên sóng trong nhiều video kết hợp với Tiến Nguyễn, bạn thân Quang Linh. Cô nàng cũng kể nhiều câu chuyện thú vị trong gia đình. Tiện thể thì Phúc y em trai nhật lệ cho biết Quang Linh ngoài đời khác hoàn toàn với trên YouTube. Cụ thể, ở nhà anh chàng rất ít nói nhưng lại rất hoạt ngôn trong các video. Không hiểu tại sao lên video nó lại nói nhiều như thế luôn nhật lệ bày tỏ cô kể thêm dù bị chị gái bắt nạt thế nào nam youtube cũng chưa bao giờ tỏ thái độ cãi lại đáng chú ý cô cũng từng tiết lộ quang linh đến nay vẫn gây chưa có mảnh tình vắt vai lúc nhỏ anh chàng chăm học không quan tâm đến chuyện tình cảm dù được nhiều bạn gái ngỏ lời thậm chí nhật lệ còn nhận được những tin nhắn xin giúp đỡ từ họ sau khi tốt nghiệp quang linh sang angola làm việc và gắn bó với các hoạt động cộng đồng vì thế nam youtube chưa yêu ai quang linh rất giỏi từ ngày xưa cái gì cũng giỏi cuối cùng dòng đời đưa đẩy sang du học thạc sĩ ở châu phi nữ tiktoker chia sẻ cũng như em trai nhật lệ cũng học về nông nghiệp sau đó cô đi nhật du học 2 năm và làm kỹ sư nông nghiệp ở đó một năm rồi về việt nam hiện tại Nữ TikToker đang giúp em trai quản lý công ty ở Việt Nam. Cô thường livestream bán áo cùng các thành viên trong team Châu Phi. Không cần ăn mặc gợi cảm, nhan sắc người đẹp nghệ an vẫn khiến nhiều người xuyết xoa. Thậm chí, Phan còn nhận xét Nhật Lệ trẻ hơn cả em trai về cuộc sống hôn nhân. Nhật Lệ có chồng là Nam Hoàng, hiện cũng thuộc team Việt, phi cùng với vợ và Quang Linh Vlog. Cả hai hiện vẫn chưa có con, tuy nhiên được biết cũng đã có kế hoạch tìm con trong thời gian tới.